Đợi em một tí. Nó là cái workshop nó gọi là cái gì anh nhỉ? Anh đến cái vào cái hôm workshop như nào nhỉ? Cảm xúc à? Em tên là Hoàng Tiến Dũng, học trường cấp 3 tại trường Trung học phổ thông FPT. Trong tuần tới này thì em sẽ sang Ba Lan để học về công nghệ sinh học tại trường Đại học Tổng hợp Wroclaw. Là vì một lần trung tâm Flatworld có đến trường em để giới thiệu về chương trình du học ở tại Ba Lan. Sau đó thì em cũng có tìm hiểu về các trường ở tại Ba Lan thì có trường tổng hợp Wroclaw là đào tạo rất là tốt về ngành công nghệ sinh học nên em đã quyết định đi du học tại Ba Lan. Em đã từng tìm hiểu về trường Newcastle và trường Tasmania ở Úc thì có thấy là chất lượng đào tạo cũng tốt nhưng mà do học phí hơi cao nên là em quyết định là không học ở đấy. Tại vì trường thì cũng khá lâu đời rồi nên là em cũng cảm thấy là chất lượng giảng dạy cũng tốt ạ. Và những sinh viên sau khi ra trường thì cũng là người có tiếng trong cái ngành công nghệ sinh học em đang chuẩn bị vào học. Cảm xúc của em rất là vui sau 2 tuần đợi được visa và trong tuần tới thì bay sang Ba Lan thì cũng mong chờ các trải nghiệm mới ở đất nước mới. Nếu mà có cơ hội thì em sẽ học tiếp lên bằng thạc sĩ ở tại Ba Lan. Còn nếu không thì em sẽ đi làm và tích lũy kinh nghiệm một vài năm ở châu Âu để sau đó mới về Việt Nam, có thể là sẽ là những người tiên phong trong ngành công nghệ sinh học ở Việt Nam. Việc đầu tiên quan trọng nhất là chọn ngành nghề mình muốn học, sau đó mới đến chọn trường mình muốn học. Tại vì chọn đúng ngành nghề mình muốn học thì mới cảm thấy thú vị trong từng môn học, những cái mình học ở đại học. Còn nếu mà chọn trái ngành nghề mặc dù trường tốt thì cũng không thể cảm thấy những cái mình học thú vị và có ích cho mình về sau này.